kỳ đâu kìa. Ủa không phải, em không có thấy chuyện sao mà em thấy gia đình mình sao á? Tại sao mà hôm nay mà đã kêu người make up tới mà mất dạng? Ba mẹ con cũng có dạy là con từ nhỏ lớn là không có được tham lam. Không, cô biết à, cô không có nói là con lấy vàng, con hiểu không? Nhưng mà giấu đâu thì con trả nha. Rồi. Thôi chị hai ơi, nói nhiều cái gì lục trặc nó đi. Xét đi. Trời ơi, đi làm gì vậy, này đồ của con mà. Hà Trang xin chào mừng quý vị khán giả thân yêu đang cùng theo dõi chương trình Một giờ hoán đổi. Chương trình được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Và thưa quý vị, chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự tài trợ của nhãn hàng vali, ba lô, túi sách cao cấp Sacos. Và trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ bàn về một nghề phù thủy khiến cho người khác trở nên xinh đẹp và tự tin bản lĩnh hơn. Đó là nghề chuyên viên trang điểm. Và bên cạnh những khuôn mặt lộng lẫy, tươi tắn có rất nhiều những câu chuyện thử thách khó khăn mà những chuyên viên trang điểm cần phải đối mặt. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ họ và đặc biệt là chuyên gia tâm lý để làm rõ vấn đề này nhé. Xin được chào đón chuyên gia tâm lý tiến sĩ Tô Nhi A. Hi, chào. Ổn không? Ổn không? Đẹp lắm. Tự quét. Nhưng mà mặt bình thường không? Em thấy chị gầy đi đó nha, rất là tươi tắn. Ê, mà khoan, hình như mũi chị cao hơn. Nãy giờ đang hỏi cái vụ này nè. Và cái khối nó làm cho chị gầy hơn rất là nhiều. Ghê là không? Do đổi cách trang điểm đúng không? Ghê không? Ha, hay quá ha. Tự quét. Ủa chứ không phải chuyên viên trang điểm làm cho chị hả? Ờ có, nhưng mà quét thêm. Mà nhờ cái vụ quét thêm nên nãy giờ ra đây phải hỏi tới hỏi lui em á. Tại vì thường mình không phải chuyên nghiệp á. Mà mình tham á, mình quét thêm nó hay bị lố, em hiểu không? Chị phải tự tin lên chứ, đôi khi mình hiểu cái mặt mình nhất là mình được trang điểm rồi, nhưng mà nếu mà mình thêm một chút xíu nữa biết đâu lại hợp với mình hơn. Ê khoan, mình hiểu cái mặt mình nhất nhưng mà cái mặt của mình là nhiều người nhìn vô. Hồi nãy em nói là ngày hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người về nghề trang điểm đúng không? Dạ. Đó, cái vụ khó là cái vụ đó. Mình hiểu cái mặt mình mừng cái mặt mình, mình nhìn vô gương mình hài lòng. Dạ. Nhưng mà cái mặt của mình sẽ có rất nhiều người khác nhìn vô. Và đó là lý do mình hiểu cái mặt mình là một chuyện nha, nhưng mà cái chuyên gia để có thể giúp mình làm điều đó lại là chuyện khác. Vậy thì một mình em không có nhận định đủ, mà em cần quý vị khán giả cũng công tâm, và đặc biệt là mình phải có người trong nghề. Dạ. Đúng không chị? Xin được giới thiệu đồng hành với Hà Trinh, chị Tô Nhi A sẽ là chuyên viên trang điểm Vương Thanh. Xin chào anh Vương Thanh. Dạ thưa quý vị, xin được giới thiệu chuyên viên trang điểm ngày hôm nay là anh Vương Thanh. Anh ấy sẽ cùng đồng hành và chia sẻ với mọi người về chủ đề trang điểm và những thú vị cũng như những khó khăn, phải không anh? Vâng, lời đầu tiên cho phép Vương Thanh xin chào MC xinh đẹp Lưu Hà Trinh, chị Tô Nhi A và tất cả quý vị có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Hôm nay Thanh rất là vui khi được đồng hành và chia sẻ cái nghề của Thanh là nghề trang điểm. Dạ, Hà Trinh cũng rất là háo hức, biết đâu học được thêm vài tip làm sao cho mặt mình gầy, cao, sáng được. Và bây giờ, xin mời quý vị, trước khi chúng ta cùng đến với phần đầu tiên của chương trình, hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút nhé. Chào mừng quý vị đang cùng đến với phần góc nhìn. Hà Trinh rất thích ở phần này, chúng ta có thể nhìn sơ sương sương chủ đề mà có thể đoán được rất nhiều những nỗi khổ và cả những niềm vui nữa. Thì không biết là nếu mà nhắc đến nghề trang điểm á, anh Vương Thanh tự hào nhất về nghề của mình là điều gì? Nếu mà nhắc tới tự hào nhất về ngành trang điểm thì mình có thể được gặp nhiều khách hàng, gặp nhiều đối tượng và làm cho họ trở nên xinh đẹp hơn trong mắt mọi người. Thì mỗi khi mà được làm cho một khách hàng đẹp hơn thì mình cảm thấy yêu đời hơn và yêu cái nghề của mình hơn. Dạ, cảm ơn anh. Và em chợt nhận ra chị Tô Nhi A, trong quá trình em học hỏi hành trình mà phát triển tâm lý mà chị hướng dẫn á, có những thứ chúng ta cho là ưu điểm, đôi khi nó chính là khuyết điểm mà chúng ta cảm thấy dễ bị tổn thương nhất. Ví dụ mình nghĩ rằng mình gặp được nhiều người, học hỏi được nhiều điều, được nhiều người khen, phát triển nghề nghiệp là thú vui, nhưng cuối cùng cũng vì điểm đó là mình tổn thương. Tại vì 9 người thì 10 ý, người thì khen chị Tô Nhi A hôm nay làm mặt rất là sáng, rất là gầy và đẹp. Có người lại bảo sao xanh sao hốc hác, thế ai make up mà hại chị Tô Nhi A vậy.
thì anh đã bao giờ trong trường hợp đó và cảm thấy là sao không thể nào mà hài lòng hết, giống như làm dâu trăm họ hết? Vâng, cái nghề makeup là như người ta ví von là nghề làm dâu trăm họ mà. Nếu mà đẹp trong mắt người này thì cũng có thể là không đẹp trong mắt người khác. Dạ. Thì khi làm nghề thì không những một mà cả trăm makeup đều phải nhận những ý kiến trái chiều như thế này. Kể cả makeup chuyên nghiệp hay là không chuyên nghiệp thì vẫn phải gặp. Vậy thì chị muốn hỏi một ý nha. Đó là vậy thì cái mẹo để quản lý cảm xúc của các bạn là gì? Sản phẩm của mình là một cái sản phẩm mang tính trưng bày. Dạ. Nó phải được rất là nhiều người tiếp cận là một. Mà nhiều người, 9 người thì 10 ý. Nhưng không em nha, 9 người 18 ý. Thì bây giờ trong trường hợp đó các bạn sẽ điều tiết cảm xúc của mình sao? Có nghĩa là ở đây chị sẽ không bàn đến chuyện người ta chê đúng hay sai. Nhưng mà cái lời chê là chắc chắn là mình phải nghe. Vậy thì giờ lúc đó thì thường làm sao? Bẻ cọ, đập hộp phấn. Nói chung là các bạn rút ra được một cái kinh nghiệm như thế nào để mình có thể an hòa đi qua tất cả những cái tình huống như vậy? Khi mà mới vào nghề thì khi mà nghe những ý kiến trái chiều như vậy thì nói chung là ai cũng sẽ buồn. Khi mà mình đã xác nhận là mình đi theo con đường chuyên nghiệp rồi thì mình sẽ lấy những cái ý kiến đó để làm động lực để cho mình phát triển nghề hơn. Mình xem những cái chê đó là những cái góp ý. Và mình để mình hoàn thiện bản thân của mình hơn mỗi ngày. Dạ, yeah, vậy là anh thuộc tuyếp người rất là biết cầu tiến và hiền lành. Chứ nếu mà là chị Tô Nhi A... À không, ý là em bảo là với quan điểm thẳng thắn của chị ấy á, chắc là sẽ đối mặt trực tiếp mà sẽ có những phản ứng mạnh hơn đúng không chị? Ừ, có thể, cho nên mới nói rằng là chúng ta chọn nghề nhưng mà chúng ta có đi xa với nghề được hay không á, nó thuộc về cái việc là chúng ta chấp nhận được cái đặc thù và cái độ rèn giũa của nghề không. Cho nên sẽ có những cái nết không làm được nghề này đâu em à. Nếu như em đã chỉnh cho chị cái lông mày rất là đẹp nhưng mà em phát hiện ra là chị chỉnh đậm hơn, làm phá đi cái layout, gọi là cái hình mà em đã hướng ra, thì em sẽ rất là giận và em sẽ nói là thôi thế thì lần sau chị tự dậm đi. Hoặc là em sẽ nhờ một người phụ của em dậm cho chị, tại vì em cảm thấy chị không có tôn trọng em. Nếu đó là em, nên em nghĩ em không đi được xa trong nghề là bởi vì em không có cái khả năng là chấp nhận nhiều cái sở thích khác nhau, đúng không chị? Ừ, cũng có thể. Cho nên thực tế thì khi mà Thanh chia sẻ là một trong những cái cách rất là quan trọng mà các bạn sử dụng để đi qua những cái cơn bão cảm xúc, đó là việc mình sẽ tiếp nhận cái lời chê đó. Dạ. Như một dạng thông tin. Thực ra đây là một cái điều nó vừa thuộc về năng lực nha. Dạ. Mà nó vừa thuộc về một cái tố chất để hợp với cái nghề này nữa. Dạ. Bởi vì rõ ràng là đúng thật, nói chung là có nhiều người khen thì cái nết cũng kỳ nha quý vị. Nhưng nếu như mà tiếp nhận lời khen á, thì nó lại liên quan đến chúng ta mà. Chúng ta là cái người làm chủ hoàn toàn với cái việc là tôi xác lập cái tâm thế nào khi tôi lắng nghe cái lời khen và tiếng chê. Dạ. Như vậy thì tâm thế của tôi là gì? Là tôi tiếp nhận thông tin thôi. Bạn chỉ ra cái chân mày, bạn chỉ ra con mắt, bạn chỉ ra đánh khối, đánh nền gì đó. Tôi không quan tâm đến tâm ý của bạn. Tôi quan tâm đến cái thông tin mà bạn nói. Và sau đó tôi soi chiếu lại, à có đúng cái sản phẩm mình vậy hay không. Vậy thì nó cũng là một cái cách để mình có thể tự xem xét lại và mình điều chỉnh để tay nghề của mình nó nâng lên, đúng không Thanh? Đúng rồi. Tại vì trên thị trường thì mỗi một makeup chuyên nghiệp nó sẽ có một cái style makeup khác nhau. Yeah. Thì sẽ có những người thích và những người không thích. Mình thì mình cứ theo những cái style của mình để mình có thể gắn bó được, đi đường dài được với nghề. Dạ. Qua cuộc trò chuyện ngắn vừa rồi, chúng ta thấy được rằng đôi khi những ưu khuyết điểm ở trong nghề á, thật ra chính là một, đôi khi sự nhạy cảm nó giúp chúng ta tìm ra cái đẹp, giúp làm đẹp cho người và làm đẹp cho đời. Nhưng mà đôi khi sự nhạy cảm cũng khiến trái tim của chúng ta dễ bị tổn thương giữa rất nhiều ý kiến trái chiều trong cái nghề làm dâu trăm họ này. Vậy thì nhân vật của tuần này, bạn Nguyễn Ngọc Sương sẽ nghĩ như thế nào nếu bạn trở thành một chuyên viên trang điểm, và bạn đang có những ngần ngại nào trước khi bước vào nghề này? Xin mời mọi người làm quen với nhân vật Nguyễn Ngọc Sương nhé. Dạ, em xin chào chương trình. Em tên là Nguyễn Ngọc Sương, năm nay em 26 tuổi. Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng. Hiện tại em đến với chương trình Một Giờ Hoán Đổi để trải nghiệm làm thợ trang điểm. Dạ, thông thường thì ở dưới quê, nếu như mà gia đình em có đi sinh nhật, đi đám cưới hoặc là đi đám tiệc gì đó thì cũng sẽ thuê một bạn trang điểm đến để mà làm cho cả nhà. Thường thì nếu như mà em là người gọi điện trực tiếp để mà gọi cái bạn trang điểm đó đến để trang điểm, thì bạn sẽ quy định là nếu như mà em gọi thì bạn chỉ làm cho một mình em thôi.
hoặc có một số bạn là mình yêu cầu làm thêm cho mẹ, cho dì, cho chị, nhưng mà bạn thì lại yêu cầu là phải tăng thêm cái số tiền lên, nhưng mà trong khi đó cái số tiền là khi mà bạn đã nêu á, thì rất là cao rồi, yêu cầu làm thêm thì bạn lại đòi thêm tiền, còn nhầm bạn á, thì lại không chịu làm luôn. Thì em không hiểu là cái lý do là như thế nào. Thì cho nên hôm nay em muốn thông qua chương trình Một Giờ Hoán Đổi để em thử làm thợ trang điểm một ngày, để em có thể trải nghiệm được cái cảm xúc cũng như là cái suy nghĩ của các bạn như thế nào. Và đó là những lời chia sẻ của bà Ngọc Sương. Sau khi nghe xong những lời chia sẻ này thì anh Vương Thanh có thấy câu chuyện mình quen thuộc quá không anh? Thì cũng có những trường hợp khi mà cô dâu bút chỉ là bút mít của cô dâu thôi, nhưng mà khi đến thì sẵn tiện làm luôn cho người nhà, rồi người này xin miếng, người kia xin miếng. Thì những trường hợp xin đó thì không phải là mắc cướp trực tiếp, mà cứ lại anh ơi cho em xin miếng chân mài, anh ơi thêm anh ơi cho em xin miếng mi, anh ơi cho em xin miếng son, nhưng mà tiền thì vẫn tiền trang điểm cô dâu. Hoặc là kiểu như gắn thêm giùm chị cái lông mi đi, tức là mặt họ tự làm. Dạ, đúng nhưng rồi, mà đúng họ rồi. Sẽ sửa giùm chị cái chân mài đi, em thêm cái khối mũi giùm chị kiểu dạ, vậy đúng không rồi. Thành ra là khó tính tiền. Dạ đúng rồi, tại nó không là một cái sản phẩm hoàn chỉnh để mình định giá được. Vậy thì chị có một cái thắc mắc như vậy nè, tại vì ngay sau khi mà chúng ta xem xong cái câu chuyện mà bạn Sương bạn chia sẻ đó, dạ. Thì Thanh ngay lập tức em cảm thán một cái câu đó là trời ơi, chuyện này nó quen dữ lắm. Cái chuyện này là hầu như là gặp hoài luôn. Vậy thì bây giờ nó phải là kinh nghiệm nghề nghiệp. Đúng. Dạ, đúng rồi. Khi mà nó gặp hoài thì có nghĩa là bây giờ mình phải có giải pháp cho nó. Vậy thì các bạn có chủ động tìm ra được cái giải pháp nào để ứng xử với cái câu chuyện xin thêm này không? Để gì thì gì nó cũng là một câu chuyện mà mình không có bị bực, không bị quạo, không bị cọc nữa. Có một cái bí quyết nhỏ nhỏ là khi mà mình đến mình thấy người nhà đông quá thì mình lùa cô dâu vô phòng đóng cửa lại. Giáo trình bắt cấp không có dạy cái chủ này. Nhưng mà thí dụ em là em gái của em có chìa khóa nè, em vô xin vẫn xin thôi. Thì cái đó là cái bí kiếm nhỏ nhỏ vui vui thôi. Nhưng mà khi mà đến nhà khách làm thì đa số là vẫn gặp những hợp đó. Và chắc chắn lát nữa chúng ta sẽ còn tìm hiểu sâu hơn về những giải pháp thú vị cho những cái trường hợp, những tình huống không mong muốn khi bạn là một chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghĩa lao trong ít phút nha. Chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với chương trình Một Giờ Hoán Đổi. Và đây là phần Trinh thích nhất, đó là phần thử thách Một Giờ Hoán Đổi, nơi mà nhân vật mong muốn trở thành chuyên viên trang điểm sẽ thực sự trở thành chuyên viên trang điểm trong một thời gian cố định. Và bây giờ để chúng ta xem là thật sự Ngọc Sương có ứng biến được tốt trong một môi trường làm việc mà đòi hỏi không chỉ là sự nhạy cảm, dĩ ngoài như quý, mà điều quan trọng là phải có sự linh động và tỉnh táo hay không. Mời quý vị sẽ cùng đến với tình huống ngay bây giờ. Cái chị make up này sao chỉ làm ăn gì mà lề mề quá hả Út? Tới trễ rồi thì thôi đi, còn để quên đồ nữa chứ. Dạ, xin lỗi cả nhà. Xin lỗi gì, vô làm lẹ đi nè. Dạ. Trời, không biết có phải là make up chuyên nghiệp không nữa, đi làm mà có mấy cái đồ để mà make up không mà cũng để quên nữa, thiệt á. Dạ, tại vì em sáng lính quýnh quá, em chuẩn bị. Rồi, đừng giải thích nữa, làm đi. Dạ, bữa nay em đánh tông hồng cho chị tươi tắn nha. Người ta cô dâu phải tươi chứ không lẽ xấu trời. Em nói chuyện khéo ghê. Chị này khó quá à. Thôi làm đi con. Chớ rồi chị không biết bỏ già vừa em không nữa nè, chưa có thai nữa. Mà chắc em phải tháo ben ra hết quá nè. Từ từ. Trời ơi, sao đánh cái gì vô mà nó khó chịu quá vậy? Make up có chuyên nghiệp không vậy? Sao làm gì mà đánh vô thấy đau đau cái gì nè? Dạ anh, sao đau? Ai biết đâu, đánh vô tự nhiên thấy nó đau đau khó chịu quá à. Ủa em ơi, cái cọ này á là mua có ok không vậy? Sao đánh lủng mắt người ta luôn vậy? Dạ có, đồ em xài là có thương hiệu không á? Thôi thương hiệu, nhưng mà ý là thương hiệu là một chuyện, nhưng mà kỹ năng con cũng phải làm sao chứ. Chứ bây giờ đánh vậy lủng mắt cô dâu hết. Đâu em chưa đánh gì luôn, chắc là do bị thốn ở phía bên trong á chứ không phải là ở bên ngoài đâu. Trời đất ơi, con mắt của người ta có bị cái gì đâu, là do ba cái đồ make up này của chị nè.
thường là con đánh mắt con cũng hay bị đau. Giống như là chị nói là tự nhiên nó thốn thốn á, là do ở phía bên trong con mắt mình nó có cái gì á, cho nên là mình đánh vô nó bị ma sát thôi. Con ơi, con nói vậy giống như là mắt này bị cái gì bẩm sinh á, họ không được như bình thường á. Nè, thí dụ như cái cọ này nè, dày cái này nè đó, tôi vọng vô có lủng con mắt tôi đâu. Trời đất ơi, do em làm là do sao? Cái cách của chị, người ta đánh á, là người ta phải nâng niu, còn cái này gì đâu, giống như là chị bực bội ai á cái chị vọng vô mặt em vậy đó. Trời ơi, em mới cúp là nhẹ nhàng lắm luôn, em mới phớt lên em chưa có nhúng nhá gì luôn. Thôi bỏ qua đi, làm đi. Nguồn nguyên liệu và cả những cái thao tác mà chúng ta đang thực hiện trên mặt của khách hàng đôi khi nó khá là nhạy cảm. Vậy thì mình sẽ có một bài bản hay là giáo trình thì em thấy cũng hơi cồng kềnh, nhưng ý là mình sẽ mua nguyên liệu ở đâu nè, mình sẽ đảm bảo thế nào để chứng minh cho khách hàng biết là tôi rất là vệ sinh, tôi rất là sạch sẽ, tôi rửa cọ thường xuyên, hay là gương mặt của bạn chính là niềm quan tâm của tôi. Nói về dụng cụ trang điểm thì trước khi bắt đầu đi theo con đường chuyên nghiệp thì bạn phải có một bộ dụng cụ xứng tầm. Thì mình sử dụng những loại cọ có thương hiệu trên thế giới, những mỹ phẩm có thương hiệu rõ ràng, không mua những mỹ phẩm tràn lan ngoài chợ. Khi mà Thanh mới bước vô lớp ngày đầu tiên thì cô có nói với Thanh rằng khi mà mình tiếp xúc với khách hàng thì khách hàng là một tác phẩm nghệ thuật của mình, mình phải nâng niu cái tác phẩm đó. Thì đối với mỹ phẩm cũng vậy, khi mà mình dùng mỹ phẩm trên da của khách hàng thì mình phải biết là mỹ phẩm đó có phù hợp với khách hàng hay không, và khách hàng có bị kích ứng không thì mình cũng phải tìm hiểu. Và cái đó cũng như là một cái tâm trong nghề. Sao ba bốn sáu quắc hả? Nó kỳ lắm thiệt. Thôi mà trời ơi, kỳ đó. Sao vậy mẹ? Hả? Tự nhiên giờ make up cái mặt con lên xong ba kêu nó kỳ lên sao mẹ? Bữa nay là ngày cưới của con mà tự nhiên giờ make up cái mặt con kỳ rồi, giờ sao mẹ? Trời ơi trời, chị làm make up kiểu gì kỳ vậy? Tự nhiên chị làm sao giờ cái mặt của em nó bị kỳ rồi kìa. Ủa không phải, em không có thấy chuyện sao mà em thấy gia đình mình sao á. Ủa tự nhiên cái em thấy hả? Em make up cho cô dâu đẹp quá trời luôn. Xong tự nhiên cái vô chê em cũng không biết làm sao. Ủa, luôn á. Con bị già đó đúng không? Đúng rồi, không phải con ơi, con làm cái tóc này là bị già nè. Đó. Nè, coi cái tóc của cô nè. Đó, cô thức dậy từ hồi 1 giờ sáng đó, cô bới cái đầu lên xong cô nằm cô ngủ. Con ngồi không đó, cô đâu có ngủ được. Đó, nè bây giờ tự nhiên con để làm cái tóc như vậy là nhìn vô tưởng hai chị dạ em không? Con hiểu không? Cái tóc này là cô dâu yêu cầu. Hồi nãy con để xõa giống con đẹp lắm. Cô dâu kêu là bây giờ nóng nực, đi tiếp khách nóng nực lắm, bây giờ búi lên cho chị. Ủa? Bây giờ em con chị, búi chị, con búi. Chị, em yêu cầu chị búi lên cho em nó gọn gàng. Nhưng mà em đâu có kêu chị là búi lên lại cho em thành già đâu. Trong khi đó mẹ em kìa, mẹ em cũng búi cái đầu quá trời đẹp luôn, nhìn quá trời trẻ trung luôn, mà tự nhiên em chỉ mới lên thành già là sao? Dạ cái đó là tại vì gương mặt của chị nó không hợp. Tưng tưng một tiếng nữa đã trôi qua rồi, nhanh ơi, nhanh nếu ơi. Không rồi sẽ không hoan, kịp hoan, đó hoan. Đừng có cãi nữa. Nó nghe nè con, còn nữa con, cái mặt này là ai làm đây? Đây nè con coi, coi. Cái mặt của em. Ôi, trời, của em của cô. Cho cô ơi. Không tại nãy em mượn nó chỉnh lại giùm cô ơi. Tại cứ sợ chưa có đủ sáng. Dạ, á, kiểu cô đi bôi giùm con được không? Mặt thì con này làm giùm đi, cái này cô đâu biết làm. Dạ đó. Cái mặt này nó chỉnh hết được rồi. Làm đi, làm đi. Chuyên nghiệp không phải làm được chứ. Thôi mà cái gì đâu mà la làng la xóm đó nè. Nhưng mà gia đình mình bà mới la đó. Giúp giùm ơi. Đối với gia đình nãy giờ tôi không có tiếng nói gì hết rồi. Bây giờ chỉnh nè. Cái gì vậy? Con là cô dâu mà. Dạ đúng rồi, bên gia đình mình rõ ràng là điện cho con nói là qua đây là chỉ làm riêng một mình cô dâu thôi. Ủa, có đâu? Đâu có. Em đâu có. Anh Vương Thanh đã bao giờ gặp tình huống tương tự như vậy chưa, và anh xử lý ra sao? Có ạ. Thì khi mà mình làm cô dâu thì lúc nào mình cũng có thợ phụ. Thì khi gặp những trường hợp như này thì mình sẽ giao cho thợ phụ. À, mình sẽ giao cho thợ phụ. Thợ phụ. Dạ. Thì bao nhiêu thợ phụ mới đủ khi nhà người ta đông? Nếu mà có hợp đồng trước với cô dâu á, thì cô dâu đưa ra số lượng thì mình sẽ biết đường để tính toán và thời gian và số lượng người và cả mình thợ phụ nữa đúng không? Ừ. Chú rể rồi làm luôn gì rồi mới bán thêm thím rồi thêm cô cậu mợ gì đó thì con mới biết con đem đồ của con đem đồ con làm cho cô dâu không à? Cứ coi tôi như là cô dâu đi, cứ coi tôi như là cô dâu làm. Dạ không được, tại vì á gì lớn tuổi rồi nhưng mà con make up mấy cái tông mà trẻ trung tươi sáng mà hồng hào cam lè như vậy. Ủa tôi già lắm hả?
Đó, ta cần nói chi mà cho nó quạo. Mặc dù nó già thiệt cũng đừng có nói như vậy, không hiểu không? Đấy, thì có chỉnh giùm cái đi nhanh mà. Không lẽ giờ em thấy vậy em không giúp giùm được. Không phải chỉnh là không giúp con. Nhưng mà bây giờ cô dâu rồi, con làm chưa xong. Mà một cô phút, dâu một phút thôi. Bây giờ dì mày, ngồi chờ con. Bây giờ dì. Hay vậy, nãy giờ chị cãi á, là chị đã làm xong cho dì của em rồi đó. Thôi bây giờ vậy nè, nghe tôi nói, bây giờ gán trang điểm cho con gái tôi đẹp lắm. Dạ, mày. Dạ, dạ. Rồi ké bà dì. Rồi. Nha. Dạ. Rồi tới bà mẹ đây, nó. Cái mặt của cô là cô làm xương xương rồi. Đó. Dạ. Đó. Xương, mặt. Xương không xương đâu, dày lắm rồi. Dạ vậy lát con bôi bớt cho cô đúng không? Đúng rồi, bôi hết cô mặt lại. Nhắn. Không, làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu đi, nghe lời tôi đi nha. Chứ kỳ lắm, mặt bà kỳ lắm. Gia đình nghe con nói một cái được lên không? Lên cái môi son nữa. Rồi dạ, để cho con bé nói cái nói được không? Nói tại con. Vì con nhận nhiệm vụ là con make up chính là ở đây. Nhưng mà nếu như mà gia đình mình có nhu cầu làm thì bây giờ chờ con làm cho cô dâu xong rồi, thì rồi, con rồi sẽ quay qua con làm cho từng người trong gia đình mình sao? Rồi ok. Dạ, tranh thủ đi. Dạ, dạ, dạ. Làm đi. Chị có đem theo cái nước sơn không? Tại vì mấy bữa nay nhà em bận quá rồi, em phải dọn dẹp nhà cửa, cái em không có thời gian để mà đi ra sơn móng tay. Mà chị nghĩ đi, cái bàn tay của em nè, như vậy nè ha, một lát nữa ra mình sẽ đeo lên đó những cái trang sức, đúng không mẹ? Đúng rồi con. Lộng lẫy, mà bây giờ tự nhiên cái móng tay em nó trắng tươi à, không có đẹp, đúng không, đúng không? Dạ đúng. Ừ. Bây giờ chị có nước sơn không? Sơn lên liền, đeo vàng cưới nó mới đẹp. Dạ chị giờ... Thôi. Em không có nước không, sơn. Bây giờ Ủa, nghĩ vậy nè. Ủa bây giờ đến làm trang điểm là mình được yêu cầu làm móng thì anh có kỹ năng không? Anh có thể ứng biến tốt không? À, không ạ. À. Mình chỉ make up và làm tóc thôi. Dạ. Em thấy một số bạn của em làm nghề trang điểm á, còn bảo em là bây giờ trong thời gian rảnh á muốn làm chân mày luôn không? Phản xăm cho luôn. Tức là nhiều mối lắm nha, họ rất là đa năng. Họ vừa làm trang điểm, họ có thể vừa xăm chân mày, làm nail, tẩy tế bào chết, tẩy môi, làm được hết luôn. Em để mà sao tivi coi. Để ở đâu phải dậu? Rồi, đâu? Ủa? Không có. Em để đây mà. À em nhớ rồi. Để đâu? Để đâu? Giấu vô bình bông này nè. Trời ơi, vàng mà để ở đâu tùm lum vậy em? Kỳ vậy? Có không? Ủa cái gì vậy? Em để ở đây rõ ràng mà. Nguyên một bộ luôn em để ở đây. Sao các em nhớ là em nói không, ở đây không an toàn. Em mới để qua chậu bông giấu. Rồi bây giờ không có. Đâu? Ủa sao mắc gì vậy? Ủa sao mắc gì vàng mà để lộ thiên như vậy? Trời ơi, bây giờ mà mắc cái gì nữa, đồ tôi mất rồi kìa. Sao? Tự nhiên bây giờ đồ của con đâu Út? Bây giờ con bình tĩnh nghe mẹ nói nè. Bây giờ vàng á thì bây giờ mình thường người nhà không, mình cứ dục ở đâu hớ hên thì cũng nó không mất, đúng không? Đúng rồi. Mà tại sao mà hôm nay mà nó kêu người make up tới mà mất vàng? Ủa cô ơi cô. Mà trong cái lúc này mình đang rối nữa. Mình mà không cứng là mình dễ khóc, dễ về lắm nè. Ờ rồi nhà cô dâu mất đồ. Đó, cái này mới nhạy cảm nè. Bây giờ nha, cái người lạ vô nhà thì mình hay dễ có cái tâm lý là làm sao mà có thể không nghi được. Mình chỉ nghi người lạ thôi, tổn thương dễ sợ. Chị Tư Nha thấy ha, đây là sự bản năng hay là một sự vô ý thức thật sự khi mà gia đình của mình bối rối nhưng mà lại cố tình làm cho không khí nó náo động. Nó thuộc về nếp nhà, nó thuộc về cái chuẩn giá trị của từng người. Có nhiều người người ta sẽ rất là hiểu và tôn trọng giá trị con người thì người ta sẽ không hành xử như vậy. Mình cũng khó nói là tình huống này là khó hay là dễ, là đúng hay là sai với cách mình xử sự như vậy. Bởi vì nếu mà em ở trong tình huống này em đã về từ nửa clip rồi. Gia đình mình quá đáng với con nhiều rồi đó. Quá đáng là quá đáng sao? Ủa có ai làm gì đâu mà quá đáng. Con nhận là con qua đây con chỉ make up đúng một người là cô dâu thôi. Tự nhiên bây giờ qua á, bây giờ dì bắt con sửa lại make up, rồi bây giờ bắt con bôi bớt mặt của cô. Rồi lúc đầu á, nếu như mà nói từ đầu đi thì con á sẽ kêu hai ba người qua để làm cùng. Chứ bây giờ một mình con á, ba đầu sáu tay con làm cũng không kịp nữa. Xong rồi bây giờ á, quay qua nói là mất vàng, trong khi từ sáng giờ con từ cửa con bước vô trong này, con ngồi con make up ở đây, con không có bước đi đâu cái khu vực này hết trơn á, làm sao mà mất. Con nói xạo. Hồi sáng con có hỏi tôi toilet ở đâu, con đi toilet con vừa tới bất ngờ con chưa làm con xin đi toilet liền luôn. Ờ nhưng mà hả con đâu có đi, con chỉ hỏi thôi, nhưng mà con bước vô con thấy hả gia đình mình trang trí đồ này nọ, con không dám đi, con sợ là đổ bể, con đi ra rồi con chưa có đi mà. Sao đúng rồi, mở camera luôn. Mất không nhà, có camera không, nhà mình có camera không? Rõ ràng là tôi để đây nè, không thể nào mà rớt được đúng không? Dạ. Là sao mà rớt được? Nếu mà đó giờ gia đình mình đâu có bao giờ mất, là có nằm ở trong đây thôi chứ không thể nào nằm ngoài. Đúng. Đúng. Có là trong cái dưới này. Hai ba thân vàng của người ta. À... Ủa tại sao nó nằm ở đây? Hả cô bé áo đỏ? Chắc là nó rớt xong mà nó lăn vô mà em không hay á. Đó thấy chưa? Bàn này nè, cũng nó không?
đó trời vui ơi. Mọi chuyện chỉ là vui thôi con. Không, con bé nó tổn thương, con bé nó tổn thương. Thôi bác xin lỗi, thôi, đừng có giận. Thôi, đau bác xin lỗi con. Thôi, không, không nghe đi. Rồi, nghe bác nói nè. Đây là cái sự sơ sót của gia đình, bác đừng bỏ về con. Khoan, từ từ con. Nè, bình tĩnh. Dạ không, cái này là cái danh dự của con đi làm nghề. Chứ con không có vô đây để con ăn trộm, ăn cắp. Từ sáng giờ gia đình mình làm khó dễ con. Con cũng ngán chịu rồi. Bây giờ có làm khó dễ con cỡ nào cũng được, nhưng mà đừng có nói cái chuyện mà con đi ăn cắp. Con đi làm nghề chính đáng chứ con đâu có đi ăn cắp đâu mà nói con vậy. Con ơi, con bây giờ nè, chú là người lớn. Chú thay mặt gia đình, chú thành thật xin lỗi con. Sáng giờ thật sự là gia đình chú là hơi hồ đồ, làm cho con giận. Thôi bây giờ con gán ở lại mắc cúp cho cô dâu được con. Đúng rồi con, không, khoan, bây giờ con bé nó cần phải có một cái gì đó để cho con bé nó bình tĩnh lại. Nước đây. Dạ không, giờ con không có bình tĩnh được, giờ con xin lỗi. Con xin phép là cô với chú với lại dì với lại cô dâu là con đi về. Không, đây, con. Bây giờ cô dâu thì con cũng đã làm xong rồi, chỉ cần đánh son vô là chú, có thể chú, đi ra. Bây giờ con. Chị mới cái tóc cho em mà, chị chưa có làm, chưa có đổi món lên cho em hết nè. Nè, thôi nè, công nhận á, con cài cái cây cài này lên cái hình như thấy con đẹp hơn phải không? Đúng là cái tay nghề của chị giỏi đúng không mẹ? Đó, cái cây cài này ai lựa cho con vậy? Thì chắc là cái người mặc đồ đỏ. Nhưng mà nếu như mà cái cây cài này mà nó đẹp mà cái người cài lên nó không có biết cách cài là nó cũng sẽ không đẹp đúng không? Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thôi, ý là kiểu gia đình của cô cũng sai sót quá thôi, nhưng mà thật sự là cũng không có ý, mà tại con hiểu không, con thông cảm đi, tại vàng bạc mà khúc ruột của người ta nên là khi mà mất á rồi kiểu không có lý trí, không có nhiều đó, xin lỗi đi đó, bỏ tầm bậy tầm bạ xong mất đồ đổ thừa cho người ta. Hồi nãy ông là người đổ thừa đầu tiên á, anh chửi người ta nặng nhất luôn á. Thôi không mấy, bây giờ mình làm xong hết rồi, không mấy mình trả tiền cho chị đi. Dạ, trả tiền cho chị. Dạ, vui vẻ, vui vẻ. Cái gì chứ khúc tới trả tiền là tự nhiên ta vui à. Vui à. Dạ. Vui lên con. Đúng rồi con. Được rồi, thấy tiền là cái vui lỡ, chuột lỡ. Tối nay cho một cái thiệp mời miễn phí đang đám cưới. Đúng rồi. Tính tiền. Bo thêm nữa. Rồi, thôi. Của con đây. Rồi. Hai vậy nha. Rồi. Hồi nãy là con làm cho cô dâu. Dạ. Một cái mặt bao nhiêu? Một 300, cái mặt 300. Bao nhiêu? 300 đúng không? 300. Không cần mẹ, tại vì biết sao không? Mỗi lần mà con mà đi tiệc á, là con kêu người ta tới là người ta make up cho con á, là người ta lấy 200 hoặc 300 ngàn thôi. Có một mấy bữa mà con không có kịp về nhà để mà người ta make up á, con ghé ngay cái tiệm làm tóc á, con vô đó người ta làm có 100 ngàn à. Bây giờ con trả 300 là vui, 300 là vui. Nghe ba nói, đừng nói vậy. Dạ. Mình phải trả đúng sức lao động của người ta. Đúng rồi. Hiểu không? Cái giá 300 nó cũng còn hơi cao đó. Cái gì? 300 mà cao trời gì? Trời ơi, 300 mà cao gì? Thôi, bây giờ cho bé đi chị hai. Đưa 320 cho nó đi. Đi hớt tóc, gái tai, cạo mặt luôn nè. 50 ngàn. Dạ thôi, con xin phép gia đình. Thì hôm nay coi như là con tặng cho cô dâu luôn á, con không lấy tiền hả? Con ơi. Sao kỳ ta? Tự nhiên làm vậy em thấy tội lỗi ghê luôn á. Nó làm cho mình từ sáng giờ mà thức khuya dậy sớm rồi đi xe lên đây nữa. Thì mà đó đưa. Bởi vậy, trời ơi, bởi vậy thấy không? Làm make up gì đó chứ đâu phải dễ ăn đâu. Thì có khổ gặp mà gia đình mà khó tính như nhà mình là tội người ta. Cảm giác thì đó là một tiểu phẩm hài kịch thôi. Nhưng mà tự nhiên xem xong em thấy hơi buồn nha. Buồn cho cái nghề hoặc là buồn cho rất nhiều nghề bị coi rẻ đó chị. Dạ. Nó đau. Cái chi tiết nào trong cái câu chuyện vừa rồi mà khiến cho Thanh cảm thấy là nó rất là đau và nó làm cho mình chạnh lòng nhất về cái nghề của mình? Là cái chi tiết mà người nhà bị mất đồ. Làm cho mình một phần là mình rất là khó xử và một phần là mình cảm thấy là cái nghề của mình nó bị bạc quá. Chắc là không đau bằng nhân vật chính đã trực tiếp tham gia trải nghiệm. Tuy là diễn thử trong một tình huống trải nghiệm thử thôi, nhưng em nghĩ thật sự lúc mà họ tập trung hẳn vào trong tình huống đó, cảm giác y như là thật. Vì não mình sẽ tạo cảm giác là đang gặp những người đó thật, đang tìm cách xử lý thật. Vậy thì trái tim của họ sẽ phản ứng như thế nào? Không biết là Nguyễn Ngọc Sương sẽ có những chia sẻ gì sau khi bạn đã đến với thử thách một giờ hoang đổi. Chúng ta sẽ khám phá sau ít phút nữa nhé. Chào mừng
mọi người đang cùng đến với phần cuối cùng của chương trình, đó là hành trình kết nối. Tại hành trình kết nối, chúng ta sẽ cùng ngồi lại với nhân vật muốn thử thách một giờ hoán đổi. Và đặc biệt là người có kinh nghiệm trong nghề, chuyên viên trang điểm hôm nay là anh Vương Thanh, sẽ đối thoại trực tiếp với bạn, đã tìm ra và gỡ những khúc mắc nếu mà bạn đang có. Và xin mời Nguyễn Ngọc Sương. Xin chào. Dạ, xin chào anh chị ạ. Rồi à. Bình tĩnh chưa? Bình tĩnh chưa? Dạ. Đang nhìn xem là mặt có tái đi hay không, hay là nước mắt có còn vương trên đôi mi ấy không? Không, giảm lại rồi, giảm lại rồi. Giảm lại rồi. Quên, mình là chuyên viên trang điểm, mình phải luôn tươi tắn. Anh Vương Thanh có điều gì muốn nói với bạn hoặc là câu hỏi nào sau khi bạn bước ra khỏi thử thách không? Điều đầu tiên là Thanh cảm thấy là bạn có một cái sức chịu đựng rất là khủng. Khi mà bạn mới bắt đầu thử sức với cái nghề make up thì Thanh cũng muốn hỏi là cái cảm giác của bạn lúc đó như thế nào? Em xin phép trả lời câu hỏi của anh là lần đầu tiên thì em được trải nghiệm làm chuyên viên thì thật sự mà nói lúc đầu em rối quá. Thật sự em chưa có gọi là trực tiếp chứng kiến cái hoàn cảnh như vậy. Em thì em cũng có nghe nhiều nhưng mà em chưa có được trải nghiệm. Thì lúc mà em diễn cái đó thì mấy anh chị làm giống như là thật vậy đó. Mấy anh chị diễn quá xuất sắc cho nên là em á thì cái quan niệm của em là khách hàng là thượng đế. Cho nên á, cho dù á, khách hàng á, có làm khó cỡ nào đi chăng nữa thì mình cũng phải ráng mình chiều. Nhưng đối với em đến cái lúc mà gọi là tức nước dở bờ, đó là gọi là xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của mình, là nói mình là ăn cắp á, thì lúc đó đối với em là cái câu mà khách hàng là thượng đế thì nó tan biến mất tiêu luôn. Và cái cảm xúc của em lúc đó là thật. Em khóc là em khóc thật, là tại vì em, cái thứ nhất là anh chị diễn quá quá thật, quá thật, làm cho mình cảm thấy là mình bị xúc phạm thật. Và mà giống như em đặt mình vô trong cái trường hợp đó thì em thấy là thương cho cái người thợ trang điểm đó quá. Là tại vì lúc đầu rồi mới vô là đã bị gây khó dễ rồi, là mình cũng đã thấy là bị xem thường, không được tôn trọng rồi. Thì cái đó thôi mình cũng chấp nhận đi, nhưng mà đến cái mức mà nói mình ăn cắp thì nó hơi nặng. Em thấy rất là buồn thật sự. Em trò chuyện với anh Thanh hay với bạn đều cảm thấy năng lượng của họ rất là hiền hòa, rất là chịu đựng, rất là kiên nhẫn. Nhưng hình như là đều có một cái giới hạn nhất định cho việc là đi hay ở. Dạ em thì em cũng có một số câu hỏi em cũng muốn hỏi chuyên viên ạ. Giống như cái trường hợp mà hồi nãy là anh có xem á, thì em cũng muốn xin hỏi anh là ví dụ như trong cái trường hợp lúc nãy là bị gây khó dễ, giống như là mình làm mặt đã đẹp rồi và mình làm rất là nhẹ tay nhưng mà người ta thích gây khó dễ, người ta nói mình là làm xấu rồi làm mạnh tay quá, thì anh sẽ xử lý như thế nào? Và cái trường hợp thứ hai đó là mình bị vu oan là mình ăn cắp á, thì anh sẽ phản ứng ra sao? Về phần câu hỏi thứ nhất á, thì khi mà cô dâu đã book mình á, thì một phần là cô dâu đã biết mình trang điểm theo một cái style như thế nào rồi. Người ta thích cái style đó, người ta thích cái kiểu make up như vậy thì người ta mới book mình, vẫn làm theo cái style mà cô dâu book thôi. Những người nhà khen chê thì nói chung là anh không có quan tâm, chỉ cần cô dâu đẹp là được. Vậy là anh bám theo đúng cái lộ trình mà anh đã phát triển từ đầu, cái việc mà hợp đồng đã ký và việc bàn bạc trước cái hình ảnh định ra như thế nào thì mình đúng sẽ rồi. Đi theo đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Còn chuyện mình bị vu oan thì sao? Còn chuyện vu oan thì bản thân anh đi làm thì chưa gặp trường hợp như vậy, nhưng mà anh nghĩ nếu mà bị vu oan như vậy thì bản thân anh cũng buồn á, nhưng mà anh vẫn sẽ ở lại để hoàn thành xong cái công việc của mình. Em nè, câu hỏi riêng của em nha, chị ké chị hỏi nha. Tại vì mình cũng hơi nhột, vì mình cũng nằm trong trường hợp khách hàng hay đổi ý đó. Nhiều khi á chị tôi như ai, mình hôm nay mình mời anh Vương Thanh qua nhà mình trang điểm ha, mình nói là anh Thanh trang điểm cho em sương sương tự nhiên để em quay chương trình một giờ hoán đổi, tóc thẳng để mình nói chuyện cho nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà tới giữa chừng á thì em phát hiện ra là có một nhãn hàng gửi cho em một cái cây son đỏ rất là gợi cảm. Và cái tóc thẳng thì chụp cái đó không có đẹp. Nó không theo lên. Cái hình mẫu là phải làm sao cái môi đỏ lên, con mắt đậm lên, xong rồi tóc là phải bới lên rồi xong rồi xoăn 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 giống chị Tô Nhi A nó mới gợi cảm.
Em nói thôi bây giờ anh đổi cho em đi, anh đổi cho em cái kiểu mà đậm đậm trước, em chụp một tấm hình với cây son để mà em kỷ niệm, rồi em trả hình cho nhãn hàng, rồi sau đó anh đổi lại cho em cái tóc thẳng, rồi anh làm lại cho em cái môi nó nhạt nhạt lại. Em thấy đơn giản mà anh, mình chỉ cần bôi thôi rồi mình sơn bóng là được, đúng không? Thì cái đó là em đã không có tuân thủ theo lộ trình. Đúng. Nhưng đúng mà em là người bạn của anh và em cũng thường hay hợp tác với anh kiểu đó. Vậy thì anh sẽ theo lộ trình hay là anh sẽ du di cho bé Trinh, dù sao cũng có hình ảnh đẹp, dù sao cô bé cũng không có cố tình. Nếu mà là một khách hàng thân thiết của mình á, dạ, anh sẽ chịu ý khách hàng. Còn mà những mà khách hàng mới hoặc là những khách không phải khách hàng thân thiết á, thì anh sẽ make up theo lộ trình, theo hợp đồng giữa hai người với nhau. Em cũng có một cái câu hỏi nó hơi ngoài lề một xíu, đó là em cũng có một số người bạn, với lại là giống như em thấy mấy bạn trẻ bây giờ cũng đam mê cái nghề trang điểm lắm, nhưng mà em không biết là cái nghề trang điểm mình là cần những cái tiêu chí gì hả anh ha? Thực ra thì bây giờ trang điểm nó đang là một cái xu hướng của giới trẻ, thì người người nhà nhà ai cũng trang điểm được. Giữa trang điểm cá nhân và trang điểm chuyên nghiệp nó chỉ là một cái ranh giới rất là mong manh thôi. Thì nhưng mà không phải ai cầm cọ lên mới gọi là trang điểm chuyên nghiệp. Thì nó khác nhau là do cái tay nghề của mỗi người. Em nghĩ là cái sự khác nhau đó chính là việc nâng tầm một cái gương mặt hài hòa thành rất là nhiều những cái phong cách nghệ thuật khác nhau mà chính người sở hữu gương mặt đó họ cũng không ngờ rằng là họ có nhiều vẻ đẹp tiềm ẩn đặc biệt đến như vậy với nhiều hoàn cảnh khác nhau như vậy. Và lúc nãy thì anh Thanh cũng có nói là trang điểm là một cái xu hướng, nhưng mà hiện tại bây giờ thì em thấy là xu hướng nó cứ thay đổi liên tục thôi. Đúng rồi. Cho nên là em muốn hỏi anh là giống như là người ta thì cũng thường hay nói á, là nếu mà mình không cập nhật theo xu hướng kịp á, thì mình sẽ tự đào thải cái nghề của mình. Thì em muốn xin ý kiến của anh về cái vấn đề này. Đúng rồi, khi mà một trang điểm đi theo con đường chuyên nghiệp thì phải học hỏi mỗi ngày. Và đối với bản thân Thanh thì Thanh vẫn luôn học hỏi mỗi ngày những cái style trang điểm ở trên thế giới và cả Việt Nam nữa, để hoàn thiện bản thân mình hơn mỗi ngày, bắt kịp trào lưu của giới trẻ và của thế giới, làm cho hình ảnh của mình ngày càng sinh động hơn. Dạ, em vẫn còn một câu hỏi cuối cùng thôi. Chị thích nghe câu hỏi của em lắm, tại chị cũng học được. Không có dễ mà gặp em hỏi hết đi xuống. Tại vì lâu lâu gặp anh được có một lần thôi, cho nên em phải tranh thủ hỏi là giống như bây giờ anh có cái lời khuyên nào để mà dành cho tất cả các bạn trẻ bây giờ đang muốn theo đuổi cái ngành trang điểm để các bạn có thêm cái động lực cũng như là cái sự tự tin đó anh? Bây giờ các bạn trẻ mà muốn theo học cái nghề trang điểm thì anh thấy là nghề trang điểm là nói chung ai cũng học được. Để mà trang điểm đẹp và đi theo nghề giống như em muốn đi theo nghề thì mình phải có đam mê nữa. Ngọc Sương, em nghĩ vị trí của trái tim nó quan trọng như thế nào trong nghề nghiệp, và đặc biệt là nghề trang điểm cần nhiều sự nhạy cảm và cảm thụ về nghệ thuật? Dạ, cái vị trí của trái tim mình nó rất là quan trọng chứ chị. Em nghĩ là nó không nằm ở cái nghề trang điểm không đâu, mà tất cả các nghề thì mình cần phải có một cái trái tim ấm. Để nói chung là bao dung cho khách hàng hả em? Dạ đúng rồi. Bao dung cho khách hàng cũng như là mình lan tỏa cái năng lượng tích cực đến mọi người. Mình cũng giống như là rèn luyện cho bản thân mình á, là được càng ngày càng tốt hơn. Nếu như mình không có một cái trái tim ấm á, thì mình làm việc rất là dễ bị hư con người á. Em nghĩ vậy. Đúng rồi. Dạ đây chuyên gia của ngành tâm lý. Thực ra thì chị nghĩ là vì chúng ta gọi đây là một nghề nghiệp, một cái nghề nghiệp với đầy đủ cái vị thế xứng đáng của nó trong xã hội, thì bên cạnh cái trái tim ấm mà em nói, và bên cạnh một cái gọi là một cái trái tim nồng hậu rất là nổi bật mà Hà Trinh cảm nhận được, thì chị nghĩ rằng là chúng ta cũng nên có một cái đầu lạnh. Phải có một cái sự duy lý trong cái nghề này. Cái sự duy lý đó để giúp cho chúng ta chính xác hơn trong cái việc làm nghề thôi. Đó là điều đầu tiên. Cái thứ hai đó là cái duy lý đó nó giúp cho các bạn bảo vệ được nghề nghiệp của các bạn. Thực ra là chị vẫn mong muốn rằng những bạn làm nghề trang điểm, các bạn sẽ có một cái sự ràng buộc mang tính gọi là rõ ràng hơn, chuyên nghiệp hơn. Trước tiên là mình bảo vệ quyền lợi của mình. Và chị nghĩ là thêm một cái điều nữa, tức là cái sự chuyên nghiệp hóa đó nó giúp chúng ta bảo vệ. Và tự nhiên sau khi mà nghe Thanh kể chuyện xong ha, theo dõi xong cái tình huống vừa rồi, thưa mọi người, tự nhiên mình cảm thấy cái nghề của mình á,
bắt đầu nên chiêu nạp thêm học trò. Các bạn làm nghề trang điểm, các bạn nên học một khóa tâm lý. Tôi sẽ mở lớp. Dạ. Để làm chi? Để ước lượng được cái nết của cái gia đình này nè là như thế nào, đúng không? Để mình qua mình làm việc với cái gia can đó cho nó ổn. Và cuối cùng chị nghĩ rằng là một vài tip nhỏ, không biết là chị có múa rìu qua mắt thợ hay không ha, nhưng mà chị nghĩ với cái nghề này đôi khi một vài những cái giao ước trước để chúng ta nói chuyện với thân chủ, coi như đây là khách hàng, là thân chủ là gì? À chị ơi, ngày hôm đó giờ đó là em tới, mà từ giờ đó cho đến giờ chị làm lễ là bao nhiêu tiếng đồng hồ, chỉ làm được bấy nhiêu thôi. Em tới có khu vực riêng để cho em làm việc với cô dâu hay không? Tránh tình trạng mất đồ và đổ thừa, vàng bạc nhớ cất giùm. Thực ra chị nghĩ là sự an toàn trong làm nghề nó rất là quan trọng, đặc biệt với những bạn mà hầu như không quan tâm đến điều đó, mà mình chỉ quan tâm đến cái cảm giác, cái cảm xúc, cái sự feel trong nghệ thuật của mình, thì nó cũng đôi khi nó cũng tự tạo ra những cái tình huống nguy hiểm không đáng có. Mọi người biết không, em thương Ngọc Sương dễ sợ luôn. Nếu mà là chị trong trường hợp đó là chị bỏ về từ lâu rồi, nhưng mà khi mà em ngồi trụ lại lâu như thế rồi, cuối cùng cũng không chịu được cảm xúc vỡ òa của mình á, em đã rút ra được điều gì? Dạ, em rút ra được cái điều là, cái thứ nhất là giờ mình phải có cái sự kiên nhẫn. Mình phải nhất định là mình phải kiên nhẫn dữ lắm. Và cái thứ hai nữa đó chính là giống như chị Tô Nhi A có nói á, là mình có một trái tim ấm là đúng, nhưng mà mình cũng cần phải có một cái đầu lạnh. Nhưng mà em thì lại thiếu cái đầu lạnh đó, cho nên em đã bị bộc lộ cái cảm xúc của mình, cũng chắc có lẽ mọi người nhìn vô nó cũng hơi quá đà. Cho nên là em cũng sẽ cố gắng về để mà mình rèn luyện cái tính kiên nhẫn của mình hơn. Mà chị hỏi thiệt nha, em có bị choáng ngợp không trước những cái áp lực liên tục như vậy, và có thay đổi suy nghĩ của em về nghề trang điểm không? Dạ thật sự là choáng ngợp chị. Em coi như là mới vô là em coi như là giống như mình thở không nổi luôn á. Lần đầu tiên em tiếp xúc vậy mà giống như anh chị diễn quá thật đi, làm cho em cảm thấy bị áp lực. Trong lúc đó thật sự em nói thật là lúc đó thì em nghĩ là thôi nếu mà em chắc em không làm cái này thật sự luôn á. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì lúc nãy em cũng có nói là nghề gì nó cũng có cái khó khăn hết. Cho nên là bây giờ em suy nghĩ lại là mình cũng phải cố gắng để mình vượt qua, tại vì cái đó là cái nghề mà mình yêu nữa. Giờ em thông cảm hơn cho chuyên viên trang điểm chưa? Mai mốt là nhờ người ta trang điểm cho mình á, mình cũng sẽ tế nhị hơn, rồi bao dung hơn và đặt vào trường hợp của người ta nhiều hơn, phải không? Dạ đúng rồi chị. Dạ. Và chị được biết thì Sương đang tập tành thôi để trở thành chuyên viên trang điểm. Hiện nay em đang làm nghề gì? Dạ hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng chị. À vậy nghe xong câu chuyện em có muốn chuyển nghề không? Dạ thật sự thì nói chung cái gì thì nghề nào thì nó cũng có khó khăn. Mình không có được chùn bước. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì công việc của em vẫn là nhân viên văn phòng. Còn cái nghề mà em hiện tại cũng có đang mâm me theo đuổi đó là trang điểm. Thì em cũng sẽ cố gắng học, mà trước hết là em phải qua chị Tô Nhi em học tâm lý đã. Sau đó em sẽ qua anh Thanh để làm học trò của anh Thanh. Anh Thanh sẽ hướng dẫn cho em trong cái nghề này nhiều hơn ạ. Dạ, thật sự thì nghề nào cũng cần phải trang bị về tâm lý vững vàng, và nghề nào cũng cần một dung mạo thật là tự tin rạng rỡ. Nên dù là chúng ta có ước mơ để đi cái con đường chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp hay không, hoặc là chúng ta chỉ muốn nâng cao gu thẩm mỹ của mình, thì việc học trang điểm cũng là điều quan trọng. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi chương trình Một Giờ Hoán Đổi ngày hôm nay. Xin cảm ơn tiến sĩ Tô Nhi A, chuyên viên trang điểm Vương Thanh và bạn Ngọc Sương đã tham gia cùng chương trình. Quý vị hãy cùng đón xem những chủ đề tiếp theo vào khung giờ quen thuộc lúc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình Một Giờ Hoán Đổi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Bi thực hiện đến đây xin khép lại. Và chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Vali, ba lô, túi sách cao cấp Sacos đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Em vừa mới trải qua một cái thử thách cũng khá là gay go. Em thử làm thợ trang điểm thì em có cái cảm giác là thật sự là
rất là căng não luôn và không biết là phải xử lý như thế nào. Tại vì á, người ta nói là khách hàng là thượng đế thì mình cũng không dám mà lớn tiếng hay là cái gì với người ta hết. Thông qua cái chương trình này á, thì em có một cái suy nghĩ như vậy. Em nghĩ là không riêng gì cái nghề make up, có nghĩa là tất cả các nghề khác nhau kiếm tiền rất là khó, không phải cứ muốn lấy tiền người khác là dễ. Tại vì cái trải nghiệm của em hôm nay là cho thấy được là muốn kiếm được một đồng tiền là phải nói là đổ mồ hôi sôi nước mắt là có thiệt. Em cũng xin cảm ơn chương trình đã cho em thử làm thợ trang điểm, cho em được có những cái cảm xúc vui cũng có mà kiểu như bức xúc cũng có mà kiểu như buồn gì cũng có. Nói chung là em cảm ơn chương trình rất là nhiều.